Wow, cái gì đây các bạn ơi? Một con rồng biết phun lửa kìa. Oh my god. Và đây chính là một cái công trình mới của bạn ở Tiny Bull. Đó là thiết kế một cây cầu có hình con rồng màu vàng siêu to khổng lồ luôn đó nha. Và các bạn có thể thấy cái độ siêu to khổng lồ chưa? Đó, phải đi bằng xe máy thì mới là review được hết nha các bạn. Và tên của cái công trình này đó chính là cầu rồng Đà Nẵng nha. Và hiện tại thì trong game Play Together đang có một cái sự tranh cãi với nhau, đó chính là về cái con cá chép anh đào này. Đó, một phe là kêu là câu bằng bóng 2, còn một phe là kêu là câu bằng bóng 3. Đó, còn một phe còn lại là không biết câu bóng 2 bóng 3 nữa. Rồi, và đến đây thì chưa có bạn nào mà biết cách phân biệt giữa bóng 2 và bóng 3 hết. U là trời. Đó, và trước mắt các bạn đây chính là cái bóng 2 này nha. Thì đây chính xác là cái bóng 2 rồi đó, và cái bóng còn lại sẽ là bóng 3. Và có một số cái bóng 3 nó sẽ là nhỏ tương đương với cái bóng 2 nha, các bạn nhìn không kỹ á. Đấy, có những cái bóng 3 thì nó rất là to, và có những cái bóng 3 thì nó sẽ là nhỏ, nó cũng gần gần như bóng 2 đấy. Đó, đây là cái bóng 3 nha các bạn. Đó, cái này tru dâm xe đó, các bạn nhìn tưởng bóng 2 đúng không? Đấy, có nhiều bạn làm tưởng nè, như đây thật chất là bóng 3 nha các bạn. Đấy, và bạn câu là cái con cá chép đây mọi người ơi. U là trời, đấy con này là con bóng 3 đó nha. Mình câu mới đàng hoàng trong cái buổi live hôm qua đây các bạn. Để tôi chứng minh, đấy câu con cá chép này là câu bóng 3 chứ không phải bóng 2 đâu. Oh my god. Rồi mà sao nhà cái ông heo cơ chính đích là hên người ta. Đó, tôi câu được hai con cá chép anh đào trong cái nhà của ổng luôn mọi người ơi. Còn câu nhà người khác thì tôi câu không ra, hình như là hợp vía hay sao đó các bạn. Bây giờ mình để bổ sung trong cái bộ sưu tập của mình đây, đã một con thường và một cái con dương miệng nha. Con dương miệng thì mình đã câu trong cái vòng buổi sáng rồi, còn con thường là mình câu trong vòng buổi tối đó các bạn. Đó, nghiên combo cá chép anh đào luôn, quá là đẻ. Và đây là cái mã code mới đã game vừa cập nhật nha các bạn ơi. Đã Hello Spring nha. Và phần thưởng của chúng ta đó chính là cái trứng bé kéo và cái ba cái màu anh đào nha. Bạn nào mà trong cái video clip quen mà chưa biết nhập thì nhớ là nhập nha mọi người ơi. Đó, kiểu không là hết hạn đó. Và ta da, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Papi. Rồi, và đầu cái video này thì các bạn nhớ trên được like, đô lực ký kênh đó nha. Để ủng hộ kênh cũng là đẹp móc tiếp theo là 40k lực đăng ký. U là trời, đó, và để cảnh thứ hai mà tôi đăng ký tham dự được có 4.2 điểm mà đó chưa được là 5 chấm đâu các bạn ơi, không được là 50 kim cương rồi. Các bạn nào thấy cái ảnh này của tôi là nhớ đỏ đánh giá cho tôi đã nhan được cao điểm nha. Rồi, và mình còn hai cái nhiệm vụ nữa nhưng mà chưa có làm xong các bạn ơi. Đó, mới câu được có một con cá anh đào à, còn hai con nữa. Còn cái nhiệm vụ kia thì chắc là phải 2 ngày nữa mới xong đó các bạn, tại là một ngày nó cho be là be cái à. Rồi, và ngày hôm nay trong shop cửa hàng có cái gói trang phục mới gì đây, gói hoàng tử hoa anh đào. Wow wow, khá là bảnh trai luôn. Đó, nguyên cái bộ giống như cái con cá các bạn, có hai cái tai và cái đuôi nữa kìa, và giá 129k đó nha, nguyên cái tóc màu hồng luôn. Wow wow, rất là đẹp đó các bạn ơi. Và kèm còn có bộ nữ nữa này, a à, combo nam nữ luôn. Và bộ nữ thì cũng đẹp nè mọi người, cái đầm đẹp ghê. Và cái tóc thì nó cũng màu hồng hồng giống như cái hoa anh đào đó các bạn. Đấy, thì nam nữ cũng đều đẹp như nhau hết nha. Và giá là đồng giá 129k luôn. Đó, bạn này mà có tiền thì nhớ là nạp nha. Đó, còn tôi là không có tiền rồi, tôi khỏi nạp. À, là bây giờ đâu có còn gì nữa đâu các bạn ơi. Đó, kim cương cũng đã ra đi hết rồi, chỉ còn là 4 kim cương à. U là trời, tất cả ra đi đều chỉ vì cái hồ câu cá anh đào này hết đó các bạn ơi. Đó, cái hồ quỷ quái này khá là su cả nè luôn. Tôi mở qua mà nó không chịu ra cho tôi gì hết. Đó, cho tôi câu cá anh đào cho nó đã, toàn là đi câu ké không à. Rồi, và ngày hôm nay thì mình vừa phát hiện có một cái căn nhà đó quá siêu đập luôn các bạn ơi, mà các bạn chắc là cũng đã biết cái bạn này rồi. Đó, mình đã review khoảng là 2-3 cái công trình đề cao của cái bạn đó rồi, và tên của cái bạn đó có trong danh sách bạn của tôi đó nha. Rồi, đó tôi đố mọi người là bạn đó tên gì đó. Ok, và tên của cái bạn đó chính là Tiny Bull này các bạn ơi. Đó, level 21 đây. Wow wow, hôm trước là bạn đó có đề cao cái kinh thành Huế nè, rồi phố cổ, không phải phố cổ Hội An mà là chợ Bến Thành, đúng rồi, chợ Bến Thành đó. Và bây giờ chúng ta sẽ có thêm cái cầu rồng Đà Nẵng nha các bạn ơi. Đó, một cái công trình siêu to khổng lồ nữa. Mình rất là thích những cái công trình này mà nó to bự các bạn ơi, nhìn nó rất là đẻ và vĩ đại lắm mọi người. Đây 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 các bạn ơi, đó công trình bạn đó vừa khánh thành trong vòng sáng nay đó các bạn ơi. U là trời, và mình đã lập tức qua review và xem liền đó, để chỉnh độ cài đặt siêu cao các bạn ơi. Đó, đồ họa cho nó rõ nha, nhìn cho nó đẻ. Rồi, đã chào mừng bạn đến với Đà Nẵng cầu rồng đó. Khó đi bộ, ưu tiên đi xe máy. U là trời. Rồi, về phía trước cổng thì chúng ta sẽ có một cái sảnh màu vàng vàng này mọi người, rất là nổ nha.
Còn cái con rồng là thì ở phía xe xe kia rồi, tí mình sẽ quay sau. Thì mình sẽ ra review phía ngoài trước nha các bạn. Đó, thì phía ngoài này thì sẽ là kiểu giống như là chúng ta đang ở dưới mặt nước đó các bạn. Đó, ví dụ các bạn đang tưởng tượng cái mặt băng này chính là cái mặt nước, hồ nước nha. Và hình như đây là kiểu giống như là một cái con kênh hay không, kiểu giống như là cái bờ kè đó các bạn ơi. Bạn nói dễ dễ kiểu như là bờ kè hai bên sông đồ á mọi người ơi. Rồi, và cho các bạn mà chưa biết cái cầu rồng ở Đà Nẵng đó, thì đây là hình ảnh của cái cầu rồng ở Đà Nẵng nha các bạn. Đó, và đây là hình ảnh vào ban ngày, còn cái hình ảnh vào ban đêm nha. Wow, wow, khá là lung linh các bạn ơi, tôi thấy ban đêm còn đẹp hơn ban ngày á mọi người. Đúng đúng đúng, hợp lý. Rồi, thì mình sẽ ra tiếp tục tham quan thôi nha các bạn ơi. Đó, mình sẽ tham quan ở bờ kè này trước nha. Đó, sẽ có một cái quán ăn, cái tiệm gì đây. Đó, một cái quán cà phê các bạn ơi. U là trời, và mình thấy là hình như là cái bờ kè nó hơi thấp á các bạn. Đó, theo cái đánh giá của tôi là cái bờ kè này nó hơi lùng á các bạn ơi. Phải kêu cao tí xíu thì nó kiểu như nó sẽ hợp hơn á. Ok, vậy tiếp tục thì ở đây có một cái quán gì đây. Nước mía cô ní, u là trời, sao tôi đi cái công trình này cũng thấy cái quán nước mía hiện thoại đó các bạn. Hình như là cái kiểu này giống như phong cách của cái bạn buôn này đó các bạn. Đó, kiểu như là cái phong cách của người ta rồi. Công trình này cũng phải là có cái quán nước mía thì mới chịu đó nha. Rồi, ok, thấy khá là hay đó các bạn ơi. Kiểu giống như là cái tạo cái điểm nhấn á mọi người. Rồi, và chúng ta có thể là ngồi đây uống quán cà phê và ngắm cái cảnh cầu rồng Đà Nẵng nha. Rất là chill á mọi người. Và theo mình thấy thì là nếu mà cái cầu rồng Đà Nẵng, cái khu công trình này nè, mà để coi ở trong cái nhà kiểu giống như là khu nghỉ dưỡng các bạn, nhà 455 Kim Cương á, đó, có cái sông màu xanh xanh á, y bài luôn nha các bạn, rất là hợp á. Nhưng mà tôi hỏi là cái chủ nhà là chưa có cái nhà đó nên là xây tạm cái nhà này. Rồi, nhưng mà cũng được rồi, ok. Đó, nếu mà để cái nhà đó thì sẽ hoàn hảo hơn nha các bạn ơi. Rồi, chụp hình xong chưa bạn ơi? Đó, tôi ngồi nãy giờ cho bạn chụp rồi đó. Chụp hình chưa? Rồi, 1, 2, 3, cười nè. Ok, chụp xong rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ là tiếp tục đi review tiếp nha. Và như vậy đã xong cái khu vực bờ kìa rồi nha. Đó, tiếp tục thì chúng ta sẽ là que chỗ cái chỗ kiểu giống như là bến phà đó các bạn. Đấy, cũng tương tự như là cái bờ kìa đó các bạn. Đó, là chúng ta sẽ có cái ghế kiểu như là công viên á. Đó, ngồi ngắm cảnh. Và các bạn nào mà muốn nhìn cái cầu rồng nó rõ hơn đã tham quan cái cầu rồng thì có thể là thuê cái chiếc thuyền cano này nha. Chở tới gần cho nhìn cho nó rõ, cho nó đẻ mắt nha các bạn ơi. Đó, thì tôi nghĩ như vậy thôi chứ tôi không biết nữa. Đó, hỏi chủ nhà mà thì mới rõ nha các bạn. Ok. Rồi, và tiếp theo thì đến với chuyên mục chính thì mình sẽ là ra tới chỗ cái cầu rồng nha các bạn ơi. Và theo cái đánh giá và kéo nhanh của mình thì mình thấy khá là giống đó các bạn ơi. Giống không phải là tới 85-90% đó các bạn. Tại vì mình thấy nó cũng tương tự mọi người. Cái màu sắc và cũng như là cái kiểu nó giống giống đó các bạn. Đó, mọi người thấy giống ai giống như mình không? Rồi, và nó như là đề co có một cái bên mắt à, bên kia thì như không có hay sao á. Rồi, và nó cũng có kiểu như là uốn lượn giống như cái phiên bản ngoài đời thật các bạn ơi. Đấy, cũng có gắn đèn đồ các kiểu nè. Rồi, và muốn đi review hết cái cầu này phải đi bằng xe máy nha các bạn. Đó, chứ không để nào mà đi bộ được đâu. Rất là lâu phải xe đó các bạn ơi. Và mình thấy cái nguyên liệu chính mà để đề co cái cầu này là toàn những cái mấy tấm vách ngang đó các bạn. Đó, bạn nói sẽ là đang chéo với nhau có hai lọ vách ngang luôn đó. Ok, còn cái con rồng thì bạn nói đề co mấy cái kiểu giống như là mấy cái tấm Lego màu vàng vàng trong cái vực chướng ngại vật đó các bạn. Đó, nhưng mà ghép lại thì sao giống cái con rồng thiệt. Ủa là trời ơi, chú nhà ông vô mọi người ơi. Hình như là ông biết tôi review chợ ông vô, ông bắt tôi nè mọi người. Đấy, biết tôi ở cái trong nhà đây nè. Ok. Rồi, nhưng mà không sao nha. Đó, mà mình thấy là góp ý thêm là chính là cái thêm cái cầu cho nó keo keo tí xíu. Cái cầu nó như nó hơi thấp á. Đó, kiểu keo keo hơn xíu khoảng là 2-3 ô gì nữa mọi người ơi, sẽ nó hợp hơn, nó keo hơn á. Với là để coi cái kiểu giống như cái bụng nó xuống dưới nữa thì chắc chắn là giống là khoảng là 95-99% rồi các bạn. Rồi, nhưng mà để coi như thế này là quá tuyệt vời rồi các bạn ơi. Và như này là quá đỉnh rồi mọi người ơi. Nãy thấy vậy chứ không phải dễ ăn đâu các bạn. Để coi thấy cũng khó đó. Tôi nhìn thấy cái kiểu mà xíu cong 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 là tôi bất lực rồi mọi người ơi. Không biết để coi như thế nào hết á. Chứ còn để coi mà kiểu bình thường kia thì là dễ rồi. Đấy, mấy cái kiểu mà xíu là mới khó đó các bạn. Nói chung là thủ thuật rất là nhiều á mọi người. Mấy cái chích rất là để coi rất là nhiều á. Rồi, và mình có nhờ chủ nhà đó chính là tắt đèn đây nữa để coi các bạn nhìn vào ban đêm thì nó sẽ đẹp hơn hay là ban ngày đẹp hơn nha. Và một đặc biệt đó chính là trong cái nhà này thì nó sẽ có cái hiệu ứng dễ quen các bạn ơi. Đó, mình quên tên cái kêu ghi là cái gì, cực quen các bạn đó. Tôi quên cái từ này, cực quen nãy nhìn trên cái ánh sáng kìa. Kiểu giống như là ở chỗ này mà có Bắc Cực, có tuyết băng đồ thì mới có cái ánh sáng đó nha các bạn. Đấy, Bắc Cực và Nam Cực không. Và các bạn nào mà thích cái công trình đảo cầu rồng Đà Nẵng này có thể qua nhà của bạn ở Tini Bull này nha, để tham quan và review chụp ảnh đồ. Rồi, và mình sẽ để lên tên nhân vật dưới cái phần mô tả video này nha cho các bạn tiện qua.
Ok, nãy về theo các bạn thì ban đêm đẹp hơn hay là ban ngày đẹp hơn? Thế để comment dưới video này cho mình biết nha. Và mình mong là sắp tới đã bạn này cũng sẽ là suy nghĩ và thiết kế thêm những cái công trình hay ho hơn đã, và cũng như là sáng tạo hơn về cái chủ đề liên quan đến đất nước Việt Nam nha các bạn. Đã tạm thấy mấy cái kiểu như này rất là hay, và kiểu giống như là mình đang quảng bá thương hiệu Việt Nam đó các bạn. Đó, con người Việt Nam cho các bạn nào mà quốc tế đồ biết đến á. Đó, sẽ rất là hay luôn. Ok, cho 10 điểm luôn nha. Và như vậy là cái video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và xin chào và hẹn các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da!